quá quá. Thank you.
mới hạ được xuống trần gian, tu vẫn không thì nhập động bị tu tập. Con chớ có cãi lời, nơi này mau biết nhập động tu. Dạ dạ các bạn, con sẽ xin dân. Dạ con nghe gì không? Có tiếng động. Có tiếng động. Có chuyện gì đây? Được, ta mau nhập động chung, thử như hà khắc quá. Con ngủ đây nha. Nếu sau này hoàng mẫu biết chuyện này, ta sẽ
hoàn toàn gánh chịu. Có chuyện gì màu khá phân quà tặng gia gia hiểu rõ. Bây giờ giết con đi hả? Con buồn chữ con đi, con buồn nói nặng với giảm đi gia gia, nói nặng giảm với gia gia. Mà ai là kẻ nói nặng, ai giảm với gia gia? Như quá năm bà năm cái người mà giữa cái đá tôn sùng đó, ngô anh trên thế gian cứu độ dân sinh là con của đại mẫu chị gia gia chứ ai, đại tiểu gia gia phải dù gì gia gia cũng là nghĩa đệ, phải không? Đúng vậy, con là cháu thương nó nặng gia gia, nó nặng một cái con hổng vậy không? Quá luôn luôn luôn, họ nói nặng gia gia. Vậy họ nói thế nào? Con khá phân bài cho gia gia đảm hiểu coi. Con lên thề, con lên thề cứ kêu nói con này. Đó con thề có mảnh đất này của gia gia ra cao cho con. Con nói thật cái gia gia bây giờ nói nè. Nó vô đây đi ngang, hãy giao cho gia gia một tiếng. Nó nói rồi nói con. Chơ là con cao, con cao, cao gia gia hả? Con cao. Đồ bỏ mất gì phải chào, cỡ nào mà phải chào. Trời ơi, con cháu mà nó nói với gia gia vậy cũng có đứa nó nghe nó cũng nói anh vậy rồi con cậu chứ cậu gần đau tới rồi. Trời ơi, kẻ nào mà dám vô đó mà vô tội. Cái nào cỡ đó đó hả, ngày xưa cũng là quỷ lại yêu, bây giờ mà bước vào đó hả, nó bỏ tay đuổi ra ngoài. Gian một chuyến nghĩa là sao? Con nghĩa là gây lộn thì con gây chứ bàm quá con. Mình phải hạ xuống chút trật gian, con xuống dưới đó con thích chi làm nấy, nhưng nhớ hãy nuôi mầm tai họa tận diệt kẻ hiền nhân, đặc biệt là những con người mượn lớp áo tu hành không cho nó đắc đạo, phải trà trộn vào quay phá để cho chúng biết thế nào làm lễ độ, biết thế nào là tài cán của gia gia. Gia gia nghe không, gia gia nghe không,
Tai quả kia giang hạ.